Nơi đây là một làng chài nghèo khổ sở Somali do đất đai cằn cỗi và mọi thứ chưa được phát triển nên người dân không thể kiếm được những đồng tiền hợp pháp. Họ chỉ còn một cách duy nhất, đó chính là đi làm cướp biển. Chỉ cần đó là một thanh niên khỏe mạnh và có một khẩu AK-47 là đã có thể đi cùng những thanh niên khác ra biển làm hải tặc. Còn đây là thuyền trưởng Philip, ông đã có hơn 20 năm kinh nghiệm đi biển và vừa trải qua một kỳ nghỉ cùng với vợ. Hôm nay ông sẽ phải quay trở lại với công việc của mình, đó chính là một người thuyền trưởng điều khiển cả một con tàu chở hàng lớn. Mới đầu xuất phát, con tàu của họ không hề gặp phải khó khăn nào, cho đến vài ngày sau Philip đã phát hiện hai chấm nhỏ trên radar. Đến khi quan sát thì mới phát hiện đó chính là cướp biển. Ngay lập tức ông ra lệnh cho nhân viên lái tàu mau chóng tăng tốc, rồi liên lạc với cơ quan thương mại của vùng biển này, nhưng bọn họ lại cứ cho rằng đó chỉ là thuyền đánh cá, đó không phải là một mối nguy nên không cần phải hoang mang. Đến khi nhìn lại một lần nữa thì Philip đã chắc chắn rằng đó chính là cướp biển. Không gọi được cứu viện thì Philip đành thử cách khác, rồi ông đã cố tình kết nối với bộ đàm của chúng và phát đi thông tin gọi trực thăng đưa binh lính đến cứu viện, khiến một số tên tưởng thật liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng còn con thuyền của tên cầm đầu Mills là vẫn không chịu bỏ cuộc. Không còn cách nào, Philip đành phải tăng tốc và cho tàu đi theo hướng rích rắc để tạo ra những con sóng lớn, khiến con thuyền nhỏ của Mills không thể thể theo kịp. Dần dần con thuyền nhỏ đó cũng quá tải mà chết máy. Thế là Mills đành bỏ cuộc và không đuổi theo nữa. Cuối cùng con tàu của Philip đã thoát được khỏi cuộc truy đuổi của đám cướp biển. Nhưng điều họ không thể ngờ được rằng, sau lần thất bại này Mills vẫn không chịu bỏ cuộc. Hắn đã sửa chữa được con thuyền nhỏ và gắn thêm động cơ. Rồi ngay sáng ngày hôm sau, Mills lại cầm đầu dẫn những người khác đuổi theo tàu của Philip. Philip cũng đã phát hiện ra chúng. Đám cướp cũng to gan. Chúng nói qua bộ đàm rằng chúng là cảnh sát biển Somali và yêu cầu tàu của Philip dừng lại để kiểm tra. Philip hiểu rõ đây là bẫy của chúng nên đã không dừng lại. Còn chúng cũng bắt đầu xả súng vào buồng lái. Thấy vậy, Philip liền cho khởi động vòi rồng tạo lớp bảo vệ. Nhưng không may một vòi đã bị tuột, thế là chúng liền nhắm đến khoảng trống đó là nơi tiếp cận. Philip cũng đã dùng pháo sáng để tấn công chúng. Để câu giờ cho thuyền viên sửa vòi rồng, chúng cũng liền nổ súng không cho bọn họ cơ hội sửa. Còn Philip không ngừng bẻ tay lái ngăn không cho chúng áp sát thân tàu, nhưng không có tác dụng và đám người bọn chúng vẫn bắc thăng lên được con tàu. Thấy vậy, Philip liền báo cho các thuyền viên hãy trốn đi và bất luận thế nào cũng không được để chúng bắt làm con tin, và nếu bị bắt được thì tuyệt đối không được đưa chúng đến bảng điều khiển. Lúc này mọi người đã trốn được hết, chỉ còn thuyền trưởng và hai người khác là còn ở buồng lái. Ngay sau đó, bốn tên hải tặc đã xông vào khống chế ba người họ. Bọn chúng không có yêu cầu gì ngoài tiền. Philip nói rằng cả con tàu chỉ còn có 30.000 đô ở trong két, nhưng đối với chúng chừng đó là chưa đủ, nên bọn chúng đã quyết định lái con thuyền về nước để đòi tiền chuộc. Mà đúng lúc này, kỹ sư trưởng đã ngắt hết đường điện và cho con tàu dừng lại. Thấy vậy, đám hải tặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Philip liền nói rằng trong lúc bỏ chạy họ tăng tốc quá nhanh nên tàu đã bị hỏng. Mills nhìn bảng điều khiển dường như hắn đang muốn sửa chữa, nhưng đây là một con tàu chứ không phải là chiếc thuyền nhỏ của chúng, nên hắn không hề biết cách sửa chữa. Lúc này hắn mới nhận ra trong buồng lái chỉ có 3 người. Một con tàu to như này không thể nào mà có ít người vận hành như vậy. Thế là hắn liền bắt Philip dẫn đường đưa hắn đi tìm các thuyền viên khác. Philip cũng đã đồng ý và nói rằng hy vọng nguồn điện dự phòng khẩn cấp đừng có hỏng để họ còn thấy đường đi tìm. Mà những thuyền viên cũng đã nghe được câu nói đó của thuyền trưởng qua bộ đàm. Rất nhanh bọn họ cũng đã hiểu ý của thuyền trưởng, nên đã để kỹ sư trưởng đi ngắt nguồn điện khẩn cấp, còn những người khác thì sẽ đi đến buồng máy để ẩn nấp ở đó. Nhưng lúc này Mills đã nhìn thấy bản đồ cấu tạo con tàu, hắn cũng đã nhận ra thuyền hỏng thì chắc chắn là do phòng máy có vấn đề, rồi liền đòi Philip đưa đến đó để kiểm tra, vì để câu giờ Philip đã nói ở phòng máy rất nóng, nên họ sẽ đi đến nhà ăn để lấy nước trước. Nhưng lúc này cũng đang có một thuyền viên khác đang ở đó lấy nước, đến khi nghe thấy tiếng động anh ta liền trốn đi. Ngay khi vừa đến, Philip liền biết đang có thuyền viên ở đây, nên ông đã cố ý nhắc nhở một tên hải tặc không mang giày, cẩn thận không dẫm phải thủy tinh lại què chân. Nghe thấy Philip nói thế, anh thuyền viên đang trốn ở đó cũng đã hiểu ý, nên ngay khi Philip bắt đầu dẫn chung đến phòng máy, anh thuyền viên kia liền lấy bộ đàm, nói với những người khác đang trốn trong phòng máy hãy giải thủy tinh ra trước cửa. Thế là đến khi Philip dẫn đám hải tặc đến phòng máy, vừa mở cửa ra tên không đeo dép liền dẫm phải thủy tinh, khiến chân chảy máu rất nhiều. Philip liền nói ở trên phòng điều khiển có hộp cứu thương, có thể lên đó để băng bó vết thương trước khi mất quá nhiều máu. Nhưng Mills đã nhận ra ý đồ của Philip là đang kéo dài thời gian, nên hắn đã ra lệnh tiếp tục kiểm tra buồng máy. Vào thời khắc then chốt, kỹ sư trưởng đã kịp tắt máy phát điện dự phòng. Thế là cả con tàu tối đen như mực. Philip liền nói con tàu của họ đã sử dụng hết nguồn điện dự phòng nên không thể tiếp tục tìm kiếm. Đồng đội của Mills cũng đã bị thương, chi bằng hãy cầm lấy 30.000 đô rồi rời khỏi đây. Nhưng Mills vẫn không hề có ý định từ bỏ. Hắn đã bắt Philip dẫn người đồng đội của hắn đi băng bó vết thương để hắn tiếp tục tìm kiếm những thuyền viên trong buồng máy, và hắn cũng không hề hay biết rằng mấy anh thuyền viên vẫn luôn chờ trực ở đây để đánh hắn. Đến khi hắn đi đến khoang cuối, mấy anh thuyền viên đã lao ra tấn công bất ngờ rồi cướp súng của hắn. Sau đó thì liên hệ với phòng điều khiển nói rằng Mills đã bị bắt và yêu cầu đổi Mills lấy thuyền trưởng và những thuyền viên đã bị bắt. Philip cũng nói rằng bọn họ có thể lấy 30.000 đô và an toàn rời khỏi đây.
Không còn cách nào khác, Mills đành đồng ý. Thế là Philip liền mở két lấy 30.000 đô đưa cho chúng. Mills cũng được các thuyền viên áp giải ra khỏi phòng máy, nhưng chúng chưa chịu rời đi luôn. Chúng yêu cầu Philip phải cùng chúng đi vào bên trong thuyền cứu sinh để dạy chúng cách vận hành. Ngay sau đó, tên Mills cũng đã được thả ra, nhưng ngay khi chui vào được thuyền cứu sinh, hắn liền trở mặt. Hắn không cho Philip trở về tàu và đã đánh ông, rồi đưa cả ông cùng chúng rơi xuống biển bằng thuyền cứu sinh. Vậy là giờ Philip lại trở thành con tin của chúng. Sau khi hải quan nhận được tin thuyền trưởng Philip bị bắt làm con tin, liền chỉ đạo một hạm đội đi đến đó để giải cứu. Lúc này thuyền trưởng vẫn đang bị chúng bắt giữ trên tàu cứu sinh. Mills nói ông cứ yên tâm, hắn sẽ không làm ông bị thương, vì chúng chỉ cần đưa ông về Somali, lão đại của chúng sẽ đàm phán với công ty vận tải biển, đến khi nhận được tiền chuộc chúng sẽ thả ông đi. Nhưng lúc này Mills đã nghe thấy tiếng tàu đang tiến lại gần, đó chính là con tàu của Philip đang đuổi theo để cứu ông. Thấy thế hắn mới nhận ra con tàu không hề bị hỏng, đó quả là một điều tốt đối với hắn, vì như thế hắn lại càng kiếm được nhiều tiền chuộc. Đến sáng hôm sau, con tàu của họ vẫn cứ đuổi theo thuyền cứu sinh, mà họ là như vậy là để không bị mất dấu vết. Điều đó sẽ giúp hải quân dễ dàng tìm thấy đám hải tặc, mà lúc này hải quân vẫn đang tăng hết tốc lực để đuổi theo, mãi cho đến tối hải quân mới đuổi kịp chúng. Lúc này chuyên gia đàm phán cũng đã liên lạc với đám hải tặc, nhưng Mills đã hét giá 10 triệu đô la Mỹ. Thế là chuyên gia đàm phán liền nói rằng bọn họ sẽ thu xếp, nhưng phải đảm bảo rằng con tin sẽ luôn được an toàn. Và trong thời gian thu xếp tiền thì hải quân phải được đưa thức ăn đến cho Philip. Thế là phía hải quân đã lợi dụng cơ hội đưa thức ăn đến thuyền cứu sinh để kiểm tra tình hình bên trong. Nhưng khi thấy hải quân có máy quay, một tên đã tức giận nổ súng đe dọa. Thế là thuyền cứu viện đành quay lại để đảm bảo an toàn cho Philip. Lúc này Mills nói rằng hắn không muốn thương lượng nữa, muốn nói gì thì đợi đến khi quay về Somali thì nói tiếp. Thấy vậy Philip liền nói với Mills rằng hải quân sẽ không bao giờ thỏa hiệp với cướp biển. Họ thà nhấn chìm con tàu mà đám hải tặc đang ở, chứ không bao giờ để cho hải tặc đưa con tin về Somali. Nhưng lúc này Mills cũng không còn có thể quay đầu được nữa. Tối đến Philip đã yêu cầu muốn được ra ngoài đi vệ sinh. Đến khi được ra ngoài thì ông đã đẩy tên hải tặc xuống biển, rồi tự mình nhảy xuống biển bơi về hướng con tàu. Phía hải quân cũng đã phát hiện ra rồi cử người đến cứu Philip, nhưng do bóng đèn quá yếu nên hải quân không thể nhìn rõ Philip đang ở đâu. Thế là bọn họ liền bắn pháo sáng, và điều đó đã làm cho Mills phát hiện ra Philip. Thế là ông đã bị bắt lại thêm một lần nữa. Một lúc sau, hải quân lại tiếp tục liên lạc với đám hải tặc để đàm phán tiền chuộc. Đồng thời họ cũng đã điều tra ra thân phận của đám hải tặc và yêu cầu Mills phải đến tàu của hải quân để đàm phán tiền chuộc. Mills ngây thơ liền đồng ý mà không hề biết đó là bẫy của hải quân. Sau đó hải quân cũng đã đến đón Mills lên tàu để đàm phán. Đợi đến khi có được một người của đám hải tặc, hải quân liền chiếu đèn siêu sáng vào thuyền cứu sinh, khiến những tên hải tặc còn lại không thể nhìn thấy bên ngoài có gì. Rồi lính bắn tỉa cũng đã vào vị trí để đợi thời cơ nhắm chuẩn cả ba mục tiêu rồi bắn, nhưng vẫn có một tên ngồi ở ghế nên không thể xác định được vị trí. Philip cũng hiểu kế hoạch liền cố tình đẩy hắn đến cửa sổ để lính bắn tỉa có thể xác định được mục tiêu. Thế là đội bắn tỉa đã ngắm được cả ba mục tiêu. Ba người lính cùng nhau bóp cò và đã thành công hạ ba tên hải tặc. Còn Mills thì vẫn đang đợi một cuộc thương lượng, nhưng ngay sau đó hắn đã bị bắt lại. Thuyền trưởng Philip cũng đã được hải quân giải cứu an toàn. Mills cũng đã bị đưa đến Mỹ xét xử, và rồi hắn đã bị kết án 33 năm tù. Hắn luôn muốn được đến Mỹ sinh sống, nhưng không ngờ lần đầu đặt chân đến nước Mỹ là để ngồi tù. Bộ phim vừa rồi được cải biên từ câu chuyện có thật xảy ra năm 2009, và tên hải tặc Mills vẫn đang phải ngồi tù. Bộ phim hôm nay đến đây đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ phim tiếp theo nhé. Bye bye! Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!